Ví dụ các bạn đang trong một bữa tiệc, bữa tiệc đó cần đủ một số lượng khỉ. Bây giờ các bạn có 10 con khỉ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nhưng các bạn lại muốn có 18 con khỉ. Như vậy, bây giờ các bạn cần bao nhiêu con khỉ nữa để có được 18 con khỉ. Và mình khuyến khích các bạn nên tạm dừng video này và tự nghĩ về nó trước khi mình giải nha. Nhớ rằng, mục tiêu ở đây là có 18 con khỉ. Mục tiêu ở đây. Mục tiêu ở đây là có 18 con khỉ. Bây giờ chúng ta biết gì về con số 18? Số 18, chúng ta có một. Chúng ta có một ở đây là hàng chục. Như vậy nó đại diện cho 1 chục và sau đó 8. 8 đại diện cho 8 đơn vị như vậy cộng 8 đơn vị. Và nói tương tự, một chục, một chục là 10 ở ngay đây. Và 8, 8 thì đó chỉ là 8 thôi. Vậy 18 thì bằng 10 cộng với 8. Như vậy nếu chúng ta bắt đầu với 10 con khỉ, và số con khỉ mà chúng ta đã bắt đầu, chúng ta cần bao nhiêu để có thêm 10, để có ra 18? Nếu chúng ta ban đầu có 10, cần thêm 8 nữa để có được 18. Bây giờ chúng ta có thể kiểm tra lại bằng mắt nếu chúng ta thích Để mình sao chép và dán mấy con khỉ này ha Và đây là 10 Và để có 18, 11 12 13 14 15 16 17 18 Vậy chúng ta đã có thêm bao nhiêu? Như vậy, một lần nữa, chúng ta đã bắt đầu tại 10 ở đây để mình đóng khung lại. Chúng ta đã bắt đầu tại 10 ở đây. Như vậy, đó là một nhóm 10 ở đây. Một nhóm 10 ở đây. Vậy chúng ta đã bắt đầu tại 10. Sau đó chúng ta lại cộng thêm. Sau đó chúng ta lại cộng thêm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Và chúng ta đã bắt đầu tại 10 Cộng thêm 8 con khỉ nữa Để có được 18 con khỉ 18 con khỉ Và một lần nữa 18 là bằng 1 chục cộng 8 đơn vị Hay 10 cộng 8